zombie lại tấn công trái đất. Nick vì bảo vệ mọi người mà cũng bị biến thành zombie. Misty đành phải nhờ sự trợ giúp của Robo Cartoon Cat để chống lại Nick zombie và đồng bọn. Cuộc chiến sẽ ra sao đây? Liệu Nick có thể quay trở lại thành người? Chúng ta hãy cùng xem nha. Misty, nhìn kìa! Ôi, con zombie mắc lội răng vẫu lại tấn công trái đất của chúng ta kìa. Ôi, bọn chúng đau quá. Chạy thôi. Bọn zombie này ăn cái giống gì mà chạy nhanh như không biết nữa. Ý, khoan. Chỗ này trốn được nè. Ok cô. Tammy đâu rồi? Em đây. Đau quá. Cứu, cứu em với. Không, không, tránh ra bọn zombie hồi hả? Tammy, anh đến đây. Dừng lại. Bọn zombie ghê tởm kìa. Không được chạm vào Tammy của ta. Misty, cô mau đưa Tammy chạy đi. Ở đây để em lo. Đi cứu Tammy. Nick bảo trọng nha em. Định làm anh hùng hả mày? Cho mày làm anh hùng rơm. Nó biến thành zombie rồi. Đi thôi anh em. Bóng lại. Mở ra, mở ra. Ôi, nó biến thành zombie rồi. Tấn công anh em. Ôi, ta đi, nhìn bên kia kìa. Wow, đưa một canh cát. Để tụi bay xem mèo nào cắn hiểu nào. Thế hệ tương lai sẽ cho zombie tụi bay biến tài. Wow, ngầu như trái bầu luôn. À, ta sẽ cài thêm cho người dài điệu nhảy Misty nữa mới được. Hoan hô, hay quá Misty ơi. Con mèo mái giấy kia thì làm gì được bọn ta. Hãy xem này. Tới lượt ngươi. Oh my god, không được làm hại đấy. Ta đã có hai sự rồi. Anh Nick, anh Nick. Ủa trời ơi. Anh Nick, em là Tammy, là bạn gái anh đấy. Anh nhìn đi. Nhìn kìa, mưa rừng đẹp quá. Nắm tay em thật chặt như tay em thật lâu. Hoa đẹp quá, để em cài cho em nha. Tammy, mình nhớ lại rồi. Tammy, em thật tuyệt vời. Ôi con, bọn zombie vừa xấu vừa dai như đĩa sống. Chạy được kìa, làm sao?